tại sao ông làm đơn ông kiện lên tòa, ông đòi là nhận con rồi đòi cấp dưỡng là sao? Ví dụ cùng họ thì còn nhận cha con này khác họ mà đòi nhận cái gì? Đúng rồi. Mà đòi cấp dưỡng cho ông suốt đời, có vô lý không? À, cái đó vô lý đó, cái đó vô lý. Ông đi đâu bao nhiêu đâu, bây giờ ông quay vợ trở về, ông lại chia tài sản rồi ông chia trợ cấp cho ông. Trường hợp này nếu không cấp dưỡng thì nếu cái người cha này cương quyết thì người cha có thể đưa ra tòa đòi cấp dưỡng. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Và mỗi kỳ phát sóng thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời khác nhau. Và hôm nay Đình Toàn mời quý vị cùng gặp gỡ luật sư Trương Thị Hòa. Con chào cô. Dạ, chào Đình Toàn. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, bây giờ thì Đình Toàn mời quý vị khán giả và cũng như mời cô Trương Thị Hòa chúng ta cùng xem một câu chuyện sau đây. Bởi vì thật sự là khi mà bản thân con xem rồi thì con lại phân vân là không biết nếu là mình thì mình phải xử trí như thế nào, bởi vì thật ra nó vẫn là cái chuyện của người lớn. Thôi thì bây giờ chúng ta xem trước cô nhé. Dạ. Xin mời quý vị. Nè nè, làm ơn uống nước giùm tôi ra, đừng có nói nữa. Mấy chục năm gặp lại nó cũng nói nhiều hơn xưa. Trời ơi. Cái gì nữa? Ly cà phê. Ốm cao bây giờ bà đổi cái ly gì mập lùng cho tôi vậy? Trời ơi, ly đó là ly trà đá ông ơi. Ly cà phê tôi đâu? Trời ơi, cái cà phê này của tôi. Đây nè, cái ly của ông coi nguyên. Đây nè, đây nè. Khoan. Cái gì? Tay em vẫn còn mềm mại như xưa. Ây da, cũng tật đó nè. Đây nè, đây nè, ly cà phê đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đó, cậu yên nguyên. Chưa ai uống hết đó. Uống còn đi. Ly này. Ly này là ly trà đá. À, cà phê mất ống hút rồi. Trời, đây nè, còn y nguyên đây nè. À. Trời ơi, không thấy đường mà sao cũng nhiều chuyện ghê luôn vậy đó. Em nói vậy chứ anh mù mắt, chứ anh có mù lương tri đâu. Hôm nay anh trở về đây, anh hẹn em để anh nói ra những điều có tốt cho con. Anh nói vậy, em nói anh lý lẽ là sao? Ừ. Ông nói gì cũng hay hết trơn. Cái lý ông là lý, ông nói là cái lý ông lúc nào cũng đúng đó. Đó, cũng vì những cái lý lẽ, những cái lời ngon tiếng ngọt của ông đó. Mà 35 năm về trước đó, tôi bỏ nhà tôi theo ông nè. Đó, mà ông có thương yêu gì tôi đâu. À, theo ông là hưởng được cái gì? Rồi ông phủi tôi như là phủi bụi gì đó. Ông bỏ tôi ông đi. Rồi bây giờ về nhận con là sao? Nhận trời vợ là sao? Ơi, phủi bụi, em dùng từ đau đớn quá. Anh ra đi gì cũng muốn tốt cho em thôi. Lúc đó em bỏ nhà đi, anh cũng bỏ nhà đi. Hai đứa mình thất nghiệp, rồi em mượn nợ mượn nần. Anh không bỏ nhà đi, anh ở đó. Người ta thấy anh còn đó, rồi người ta làm gì em thì làm sao anh chịu nổi. Hy sinh bỏ nhà đi, rồi sau đó bị bệnh mơ mù mắt, đau đớn em không thông cảm, em còn nói phủi bụi, đau quá. Hay quá ha, ông nói em không biết, nhờ người ta nói lại cho ông mới biết đó là con của ông ha. Ông thương con quá, nhưng mà tại sao ông làm đơn, ông kiện lên tòa, ông đòi là nhận con rồi đòi cấp dưỡng là sao? Em ơi, anh chỉ nghe luật sư người ta nói thôi. Người ta nói có lý có lẽ thì anh mới đồng ý vậy thôi. Ông nghe tôi nói nè, ông xạo quá, không ai tin hết đó. Trời, đừng có trời. Luật sư người ta làm chỉ mình, ông không thấy đường mà ông cũng nghe được. Người ta nói như thế nào, người ta nói không đúng sao ông nhận, đúng không? Ông nói như thế nào người ta mới chỉ ông như vậy. Rồi ông còn kêu ông cái tổ trưởng kế bên điềm chỉ làm chứng nữa. Ông nói như thế nào người ta mới làm chứng chứ. Mà nếu mà nói với cái kiểu như ông, ai làm chứng cho ông? Đúng. Trời, lý lẽ của ông. Anh không thấy đường, nhưng anh vẫn nghe luật sư đọc. Ờ. Thì sau khi đọc, anh thấy lý lẽ chắc nịch, nên anh cũng đồng ý ký vô. Trời. Rồi anh đòi cấp dưỡng. Ở đâu mà cấp dưỡng cho ông? Hả? Em ơi, anh bây giờ như thế này, không tiền không bạc, nhận trợ cấp xã hội 300 ngàn một tháng, sống sao nổi em. Đó. Rồi con anh nữa, nó bị tai nạn như vậy thì cũng phải cấp dưỡng cho nó. Giả lại anh nghe luật sư nói rằng
Đó, thằng Tèo nó có một cái công ty vi tính của nó, à, cộng với phân nửa tài sản mà di chúc ba nó để lại, à, dành cho nó nữa, thì cha con anh hưởng chứ có gì đâu em la dữ vậy. Trời ơi Thông ơi, là cái này là tại vì ông tính chứ đừng có đổ thừa cho luật sư người ta tính. Tôi nhắc lại một lần chót cho ông biết, không có nhìn nhận con, không có được hưởng tài sản cấp dưỡng gì hết trơn, hiểu chưa? Trời ơi, em ơi, con thì phải nhận chứ, nếu cần thì thử ADN. Còn tài sản đó là di thư em nên. Rồi, đi đâu rồi? Chết tôi, 300 tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng, bây giờ phải trả tiền cà phê nữa sao? Chuông đổ chiều xa, chiều tan trường về, điệp cho Lan uống nước mấy nẻo đường. Trời ơi, anh Chính ơi, anh Chính ơi, sao anh giờ này anh còn yêu đời vậy anh Chính? Ờ, chào chị. Trời, anh Chính ơi, anh có gì đó, có gì không? Cái vụ gì? Còn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Anh ngồi đây. Sao, chuyện gì? Trời ơi, khổ sở ghê đó. Chuyện gì? Anh cũng biết cái gia đình tôi rồi đó. Đó, ông chồng của tôi với thằng con tôi nó bị tai nạn giao thông đó, thì ổng chết rồi. Còn thằng con nằm bệnh viện đó, không biết giờ có tỉnh dậy không hay là thành người thực vật nữa. Nó rối đi trong nhà vậy mà giờ ông chồng cũ tôi về, ổng đòi nhận lại con, mà tao nói giấy tờ thư kiện đâu mà ngày nào nó cũng gửi gì tới tấp cho tôi, rầu quá đi Chính, anh xử lý giùm tôi coi. Hồi xưa cũng vì lời ngon tiếng ngọt mà ông chồng mà bây giờ ông bị mù mắt đó, là ông chồng trước của tôi đó. Ông mù là cái gì? Ông không thấy đường. Thì ông không thấy đường, ông bị tai nạn, ông không thấy đường. Mà bây giờ trời ơi, ông trở lại ông nói nhiều hơn xưa. Ủa sao kỳ, ông mù mắt mà sao ông nói nhiều hơn là sao? Trời ơi, ông mù con mắt chứ ông đâu có mù cái miệng đâu. Ông muốn nói gì ông nói, mà những cái lý lẽ của ông á là lý lẽ của những người mình điên khùng gì đâu. Ông nói là ông nghĩ cái lý của ông là đúng, mà cái lý ông chật lớt ha. Cái lý sao mà chật lớt là gì vậy? Mà ngày xưa nó vì dũng những cái lời ngon tiếng ngọt từ cái miệng của ông đó. Bị dụ, bị dụ. Còn gái bị dụ. Đó, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ đi theo ông. Đó, mà ông có thương yêu rồi tôi đâu. Không thương yêu sao bà thương mẹ ông chi? Thì tôi mới lầm đó, rồi ông phủi tôi như phủi bụi, rồi ông bỏ ông đi. Thôi, coi như là hồi đó bà mê trai đúng không? Trời ơi, đó khổ ghê đó. Bây giờ mà về rồi là con là sao? Hai, ổng là họ Trần, con tôi họ Mã, hai cái họ khác nhau. Chết quá rồi. Bởi vậy, vậy sao tòa xử? Mà tòa, trời ơi, ông chánh án là ai? Là người trung xã với mình. Đều biết là tôi là khi mà lấy chồng sau này, tôi là một người đơn thân, không chồng, không con. Mà bây giờ tự nhiên về đây rồi nhận là sao? Mà ngày nào cũng gửi đơn gì ở tòa biểu, lên trên tòa để tòa giải quyết. Làm sao mà giải quyết mà trong khi chuyện gia đình tôi đó, bây giờ con tôi nó nằm một chỗ gì đó, không biết là có tỉnh không. Mà vậy vô lý, anh thấy vô lý không? Anh quá quá vô lý, tôi thấy vô lý rồi. Giải quyết giùm cho tôi đi chứ. Nhưng mà vậy nè, tôi nói thiệt chị, cái chuyện chị nay giờ trình bày tôi thấy là nó vô lý thiệt. Dạ, vô nhưng lý mà quá. Tôi giải quyết không có được đâu. Thôi giờ vậy nè, chị ủy quyền con người thân gia đình vậy đó. Bà anh chị em thì trong gia đình á, lên tòa họp đi, rồi theo luật ta giải quyết cho. Tôi mà thấy cái luật cũng kỳ cục á, họp cái gì mà họp biểu lên. Ví dụ cùng họ thì còn nhận cha con này khác họ mà đòi nhận cái gì? Bực bội hết sức luôn. Tôi thấy nó cũng kỳ, khác họ mà sao giải quyết được? Bởi vậy ông kia thì họ Trần, đây con này họ Mã. Mà đòi nhận là con, mà con là sao? Đúng rồi. Mà đòi cấp dưỡng cho ông suốt đời có vô lý không? Cái đó vô lý đó, cái đó vô lý. Ông đi đâu bao nhiêu đâu mà giờ ông quay về trở về ông đòi chia tài sản rồi ông chia trợ cấp cho ông. Anh thấy vô lý không? Quá vô lý. Đó, thí dụ bây giờ ông không thấy đường. Khi ông nhờ luật sư người ta viết ra một cái tờ đơn, ta có đọc cho ông nghe đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì ông thấy cái gì chướng tay gây mắt ông phải nói chứ. Ông con không thấy đường chứ ông đâu có mù cái miệng đâu. Ông phải nói, không biết ông nói sao mà giờ bây giờ ông đổ thừa cho luật sư không, rồi ông còn nhờ ở cái tổ trưởng làm chứng nữa. Ông phải nói như thế nào người ta mới làm chứng. Tôi có ý này nè, bên kia ông cũng nhờ luật sư đúng không? Tại sao chị không nhờ luật sư? Chị nhờ luật sư giúp cho chị trong việc này đúng không? Chỉ có luật sư mới làm rõ ra cái việc này thôi. Đúng quá anh Chính, cảm ơn anh Chính nhờ anh nói tôi mới sáng mắt. Bây giờ tôi mù theo ổng luôn rồi. Đúng rồi. Ổng nhờ luật sư chỉ vẽ cho ổng. Tôi phải nhờ luật sư hỏi chứ. Đúng không? Ông có luật sư của ông, tôi cũng có luật sư của tôi. Tôi đi về tôi có luật sư liền. Vậy đi. Tự nhiên cái ông thì họ Trần, cái bên đây họ Mã. Tự nhiên qua rồi nhận làm con. Thiệt đúng thiệt. Chuông đổ chiều xa, chiều tan trường về, điệp tưới lan miếng nước.
Dạ rõ ràng như lúc đầu con chia sẻ là rõ ràng đây là câu chuyện của những người lớn khác nhau, có sự hụt hạc của cha mẹ như thế nào đó, và bây giờ người con là người đứng giữa. Vậy thì ở đây con muốn hỏi là vấn đề về đạo lý và pháp lý đối với cô trong trường hợp này như thế nào? Dạ thưa, thông thường thì chúng ta hay nghe nói và biết đến cái chuyện là cha mẹ thì cấp dưỡng con, nuôi dưỡng con, khi con ở chung nhà thì nuôi dưỡng, còn khi ly hôn thì cấp dưỡng, người nào trực tiếp nuôi con thì là người đó nuôi dưỡng, còn người kia thì cấp dưỡng. Còn đây lại là vấn đề là cái người cha yêu cầu con cấp dưỡng. Yeah. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là theo luật hôn nhân gia đình thì có đó. Nếu mà cái người con có điều kiện để có thể cấp dưỡng cho cha hoặc mẹ mình, rồi cái người cha hay người mẹ ở trong cái hoàn cảnh mà ví dụ như lớn tuổi rồi nè, bệnh tật nè, hơn nữa cái ông này là ổng bị mù nè, dân này kia, rồi không có cái phương tiện sinh sống, không có tài sản gì hết, thì có thể là xin để mà gọi là cấp dưỡng. Thì trong cái này thì tôi muốn nói như vậy. Vậy trước nhất là về mặt đạo đức, về mặt đạo lý thì chúng ta thấy dù rằng mình ở trong cái hoàn cảnh nghèo khó đến mấy đi nữa, mà nếu cha mẹ ở trong cái trường hợp mà mình phải chăm lo, phải không, thì mình phải dù khó khăn cách mấy cũng để mà chăm lo cho cha mẹ được hết. Thì tôi cho rằng về mặt đạo lý nó là như vậy. Còn về pháp lý thì nếu trong trường hợp này là do cái người lớn, như Đình Toàn nói là người lớn có những buồn vui với nhau, cho nên bây giờ nói là không cùng họ, rồi nói không phải là con, vân vân này kia, thì thật sự ra cái người con là người biết trước nhất mình có phải là con hay không. Thì nghe nói như vậy này kia, mà nếu ra tòa đi nữa thì trường hợp này nếu không cấp dưỡng, thì nếu cái người cha này cương quyết thì người cha có thể thưa ra tòa đòi cấp dưỡng. Thì cấp dưỡng lúc đó không nhìn là con thì người ta cũng có cái biện pháp gọi là giám định, gọi là thử gen, thử ADN á, phải không, để mà biết được cô có phải là con hay không. Nhân này kia, rồi nếu thử rồi xong là có quan hệ cha con rất rõ ràng rồi, thì sau đó lại coi điều tra coi cái hoàn cảnh sinh sống của cái anh này có cái điều kiện, có thu nhập như thế nào, rồi hoàn cảnh của cái người cha này thì như thế nào, nhân dân này kia, để là xem xét các mặt, tòa sẽ xem xét. Rồi nếu thấy là đúng là thuộc trường hợp là theo quy định pháp luật là cấp dưỡng, và cái hoàn cảnh như vậy là anh kia có thể cấp dưỡng được, thì tòa sẽ định theo cái thu nhập, theo cái khả năng tài chính của anh ấy để mà cấp dưỡng bao nhiêu. Dạ thưa luật sư Trương Thị Hòa, nhưng ở đây cái vấn đề là nếu như người con đồng ý cấp dưỡng mọi thứ, nhưng vì người mẹ ngay từ đầu thì mình thấy là trong câu chuyện này là vì bà đã không thích rồi, thì nếu như bà có ý kiến hoặc là có cái việc phản bác, thì những cái ý kiến của người mẹ có được xem xét ở trong vấn đề này không ạ? Dạ thưa, trước nhất thì về mặt chúng ta thấy làm sao ngăn cản được cái tình con với cha dạ. với con. Tôi cho rằng người mẹ không thể ngăn cản được. Và nếu có đưa ra tòa đi nữa thì người mẹ có nói cái gì đi nữa thì tòa cũng chỉ là nghe nói như vậy thôi, là lấy cái lời khai rồi xem xét các mặt, chứ còn quyết định là ở cái người con và quyết định là ở hoàn cảnh người con, hoàn cảnh người cha có thuộc trường hợp phải được cấp dưỡng hay không và phải cấp dưỡng hay không. Dạ, con xin được cảm ơn cô, và chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án thì chúng ta hy vọng những câu chuyện chỉ là những gút mắt ở trong đời sống để mọi người có thể qua đó và nhìn nhận ra những cái câu chuyện cho bản thân mình thôi, chứ còn bản thân chúng tôi thì vẫn mong muốn quý vị luôn luôn có một cuộc sống vui vẻ và có được những cái quan hệ tốt ở trong xã hội, trong những mối quan hệ của mình. Xin được cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Anh không cần biết ai nói. Năm hứa nói phải không? Lâu rồi tôi phải cho cái thời gian của anh chứ em làm gì mà em cấm cái tự do của anh vậy? Nhờ cậu á mà coi như bà biết hết tất cả những cái chuyện ở công ty. Anh Hai sa thải em với quyết định là vì em đã nghỉ 6 ngày trong vòng 1 tháng, mà chuyện này cũng 4 tháng trước rồi. Cái việc sa thải của bên chỗ công ty đối với cái anh Năm Hứa này là không đúng quy định.